Về vấn đề công suất thì chúng ta bỏ đầu tư ra 100 triệu thì nó cũng đáp ứng được không gian 25 m². Chúng ta đầu tư khoảng tầm 70 triệu, 60 triệu thì nó cũng đáp ứng được với không gian 25 m². Thì nói về vấn đề công suất thì hai mức giá như vậy nó đều đáp ứng được cái không gian đó. Về vấn đề công suất của hai combo này nó sẽ tương tương ứng như nhau. Và nó khác nhau vì cái gì mà nó lại chênh lệch nhau tiền nhiều như vậy? Ok, chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip để chia sẻ với mọi người làm sao để chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cặp loa, một bộ âm thanh gia đình, một bộ âm thanh karaoke nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta mọi người ha. Gần đây thì cũng có một số khách hàng có comment và cũng có một số khách hàng cũng cứ gọi tới số hotline thì có hỏi mình là một phòng cần không gian đâu đó khoảng tầm 25 m² thì lắp khoảng tầm bao nhiêu tiền, đầu tư bao nhiêu tiền thì nó sẽ đáp ứng được với không gian đó. Thì mình cũng sẽ trả lời cho mọi người luôn. Thì để mà đáp ứng về vấn đề công suất đó mọi người thì chúng ta sẽ so sánh cân bằng đây ha. Về vấn đề công suất thì chúng ta bỏ đầu tư ra 100 triệu thì nó cũng đáp ứng được không gian 25 m². Chúng ta đầu tư khoảng tầm 70 triệu, 60 triệu thì nó cũng đáp ứng được với không gian 25 m². Thì nói về vấn đề công suất thì hai mức giá như vậy nó đều đáp ứng được cái không gian đó. Về vấn đề công suất của hai combo này nó sẽ tương tương ứng như nhau. Và nó khác nhau vì cái gì mà nó lại chênh lệch nhau tiền nhiều như vậy? Đó. Thì ở đây là nó khác nhau về cái chất âm mọi người. Cái chất âm nó mới là đắt tiền, còn cái công suất nó chả nhiều tiền đâu mọi người. Nó sản xuất ra cái loa và một bộ máy để mà có công suất cao thì nó tiền nó không có nhiều, nó không chả đáng là bao nhiêu đâu. Cái kinh phí để đầu tư không đáng là bao nhiêu đâu. Nó đắt tiền ở đây là cái độ xịn sò, ở đây có nghĩa là cái chất âm nó tái tạo, khả năng tái tạo chất âm nó như thế nào, nó có ok hay không. Thì ví dụ như một cặp một bộ âm thanh chúng ta đầu tư 100 triệu thì cái chất âm nó cho ra khác, âm thanh nó cho ra mềm mượt hơn, nghe nó sâu lắng hơn, chúng ta cảm giác nó nghe nó dễ chịu, nó không có bị khó chịu hoặc làm cái tai chúng ta nó bị rát khó chịu. Đó là cái bộ âm thanh nhiều tiền, cái khả năng tái tạo âm thanh của nó sẽ thật hơn, tốt hơn và chân thật hơn so với là cái bộ âm thanh rẻ tiền. Thì ngược lại thì cái bộ âm thanh rẻ tiền hơn thì cái khả năng tái tạo âm thanh của nó sẽ không có đạt được và âm thanh chúng ta nghe cảm giác nó sẽ hơi bị khó chịu một chút khi chúng ta mở lớn, và cái khả năng tái tạo này kia nó sẽ kém hơn, cái độ trong trẻo của âm thanh nó sẽ không đạt được như những bộ âm thanh mắc tiền. Đó là nói về cái chất âm, còn về công suất thì nó sẽ hai cái nó sẽ như nhau. Một bộ âm thanh 100 triệu thì nó công suất tổng công suất của một bộ đó nó cũng tầm nằm nằm ở đó, ví dụ như là 1.000 W, mà một bộ âm thanh khoảng cỡ 70 triệu thì cái công suất của nó nguyên bộ thì cũng tổng thì cũng nằm ở đó khoảng tầm 1.000 W. Nói chung là hai cái nó sẽ tương tương đồng như nhau về vấn đề công suất, mà nó chỉ khác nhau về vấn đề cái chất âm thôi. Thì đó là cái vấn đề dựa giá tiền hai combo khác nhau. Còn một cái căn phòng mà 25 m² thì lên nên lắp loa khoảng công suất bao nhiêu là đủ? Những căn phòng khoảng tầm từ 20 đến 25 m² thì chúng ta có thể lựa chọn những cặp loa có công suất đâu đó là từ 300 W đến 350 W, hoặc chúng ta có thể lựa chọn những cặp loa có công suất tàu đâu đó là khoảng 400 W, nói chung là đều ok cả. Nói chung nó dư một chút thì không có sao. Vấn đề ở đây là chúng ta nên lựa chọn loa ở khu vấn đề kích thước. Kích thước loa thì những căn phòng như vậy thì chúng ta không nên là lựa những căn phòng home gia đình á, thì chúng ta không nên là lựa chọn những cái cặp loa có kích thước quá lớn. Ví dụ như loa 4 tấc, loa 5 tấc thì chúng ta không nên đưa vào những căn phòng như vậy. Nó sẽ tăng thêm một độ ồn cho cái không gian. Đó. Cái thứ hai nữa thì bây giờ thì cái thứ hai nữa là bây giờ thì người ta sử dụng tới loa súp rồi, cho nên cái phần loa full mọi người, chúng ta không cần thiết phải đầu tư loa full có kích thước đường kính loa quá lớn. Nó sẽ làm xấu đi cái view căn phòng của chúng ta. Cái thứ hai nữa thì những cái loa lớn như vậy thì cái dải âm bass nó dày á, nó sâu á, thì chắc chắn là nó sẽ tạo thêm cái độ ồn cho cái căn phòng không gian của chúng ta. Cho nên là những cái căn phòng không gian tầm 20-25 m² như đó thì chúng ta thì nên sử dụng những cặp loa có đường kính khoảng từ 2,5 tấc tới 3 tấc hoặc là 2 tấc thì đều ok cả. Có nhiều người cứ kêu là loa càng to, cụ loa bass càng to từ nào thì nghe âm thanh càng dày từ đó, là thực chất nó cũng không có phải, nó sẽ còn phù hợp vào nhiều cái yếu tố nữa chứ không phải là cứ cụ loa càng to là cụ loa càng to từ nào thì nó tiêu tốn công suất của chúng ta càng nhiều từ đó thôi, chứ chẳng chứ không phải là ấy.
phù hợp vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta như thế nào, chúng ta lắp âm thanh ngoài trời hay là trong nhà nữa. Có rất nhiều anh sự kiện event họ làm loa, họ sử dụng những cặp loa chỉ có 2,5 tấc với 2 tấc, cặp loa array này kia có 2 tấc đó, nhưng mà tại sao đánh ngoài trời nó lại rất là mạnh và rất là chi tiết như vậy? Thì đó, cái này là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Chứ chúng ta cứ chọn loa càng to thì âm thanh càng dày, tiếng mic càng dày, nó thực chất không phải. Đó là quan niệm hơi bị sai một chút về vấn đề đó. Và clip mình sẽ dừng tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Chào tất cả mọi người ha.